Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái Zigbee 2 Runboot để mình chia ổ đĩa mình gót nha các bạn. Mình gót bản Windows 7 vào trong cái ổ đĩa mà mình chia. Sau đó mình sẽ cài cái driver để các bạn khởi động vào, các bạn sẽ sử dụng được cái bản Windows nha các bạn. Thì bây giờ các bạn cắm cái USB vào trong cái máy vi tính nha các bạn. Cắm vào cổng USB á. Bạn khởi động cái PC. Khởi động cái máy lên. Thì khi khởi động máy lên, các bạn bấm phím function nha, phím chức năng để vào trong BIOS á. Tùy theo dòng máy, các bạn tham khảo ở dưới cái phần comment mình có để những cái phím chức năng vào BIOS nha các bạn. Ở đây mình sử dụng cái máy Dell cho nên phím chức năng của nó là F2. Khi khởi động mình bấm phím F2 thì nó vào trong cái mục BIOS Setup. Bạn di chuyển tới cái mục boot nha. Bạn để ý đây, nó cái phần boot list option á, nó sẽ có hai phần, phần legacy là chuẩn legacy và chuẩn UEFI. Ở đây mình boot sử dụng USB 2 Runboot theo chuẩn Legacy nha các bạn. Nếu nó ở chuẩn UEFI thì các bạn chỉnh về Legacy nha. Đây mặc định nó là Legacy cho nên mình để là Legacy luôn nha các bạn. Ok, chú ý nha, không xài UEFI mà mình xài là Legacy. Ok, khi reboot lại các bạn bấm vào cái phím chức năng để phím function á, để nó hiện lên cái menu boot. Cũng tùy theo dòng máy nha, cái phím function boot nó khác nhau nha các bạn. Các bạn tham khảo ở dưới cái phần bình luận á. Ở dưới phần bình luận mình có ghim lên đó nha các bạn. Các bạn đọc để biết những cái phím function để vào menu boot. Ở đây mình sử dụng máy Dell cho nên phím function boot của nó là F12. Mình bấm phím F12 thì nó hiện lên cái menu boot nha các bạn. Bạn thấy cái mục Legacy Boot và UEFI Boot. Ở đây mình không có chú ý tới cái mục UEFI nha, mình chỉ để ý cái phần Legacy Boot thôi nha các bạn. Thì trong cái phần Legacy Boot này nè, nó sẽ xuất hiện ba ổ đĩa. Ổ thứ nhất là ổ SSD. Ổ SSD này dung lượng là 120 GB. Thì tí xíu nữa mình sẽ chia cái ổ SSD này để mình cài Win nha các bạn. Ổ thứ hai là ổ USB Store Device, là cái USB 2 Runboot của mình á. Thứ ba là WDC, là cái ổ Western. Ổ này mình không quan tâm nha, ổ này ổ phụ của mình nha các bạn. Mình chỉ quan tâm hai cái ổ là SSD và USB này thôi. Bây giờ mình sẽ chọn cái mục là USB Store Device nha các bạn. Để cho nó khởi động từ cái USB boot á, USB 2 Runboot á. Enter. Đó, nó sẽ vào cái menu của cái USB 2 Runboot. Bạn chọn cái Mini Win 7 nha. Di chuyển tới cái dòng Mini Windows 7. Enter. Bạn đợi nó load vào trong cái Win 7 Mini nha các bạn. Thì phần trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo cái USB 2 Runboot để phá cái mật khẩu của Windows á. Thì các bạn tham khảo cách tạo cái USB 2 Runboot trong cái phần đó nha các bạn. Cụ thể là phá mật khẩu Windows bằng USB 2 Runboot. Bạn tham khảo cái video đó nha để tạo cái USB 2 Runboot nha các bạn. Ở đây mình sẽ bỏ qua cái phần hướng dẫn tạo USB 2 Runboot nha. Đó, nó đã vào cái mini Win 7 nha các bạn. Thì phần trước mình đã hướng dẫn các bạn vào cái mục Active Password để các bạn xóa cái mật khẩu của Windows nè, phá mật khẩu Windows nè. Thì phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái tool partition và cái tool got để các bạn chia ổ đĩa và gót cái bản Windows 7 nha các bạn. Bạn lít vào cái mục
ở chỗ cái mũi tên nè, hướng dẫn của mình nha các bạn. Các bạn vào cái phần Distone đó, Distone chọn tiếp Partition nha các bạn. Các bạn chọn tiếp cái phần Partition nè, trên cùng hết á, click vào nó sẽ ra cái chương trình Partition nha các bạn. Thì trong phần Partition á, các bạn chú ý cái ổ đĩa SSD nè, ổ đĩa này 120GB nha các bạn. Giờ mình sẽ chia cái ổ đĩa này ra làm hai ổ, ổ C và ổ D, và mình cài Win trên ổ C nha các bạn. Đó, các bạn click phải vào trong cái ổ SSD, bạn chọn Create. Rồi mình đặt cái tên của ổ này là Windows nha. Ở phần Create nè, nó đang là Logical, các bạn chọn nó là Primary nha các bạn. Primary File System là NTFS, ok. Rồi cái phần Partition Size là dung lượng của cái ổ đĩa C á, tùy các bạn. Ở đây 120GB thì mình sẽ cho, thường thường Windows thì mình sẽ cho nó là 60GB nha các bạn. Sẽ cho nó là 60GB. Đó, các bạn đánh vô 60GB. Ok. Cái phần trống này mình sẽ chia nó để nó làm cái ổ dữ liệu nha các bạn. Ổ D nha. Bạn click phải vào, bạn chọn Create. Cái nhãn đĩa mình sẽ đặt nó là Data nha các bạn. Đó, cái dung lượng nó sẽ là phần còn lại của cái ổ đĩa 120GB, hồi nãy mình chia ổ C là 60GB, thì phần còn lại này nó sẽ dành cho ổ D nha các bạn. Ok. Đó, mình đã chia thành hai ổ C, D. Bây giờ mình sẽ click vào trong ổ đĩa C nha các bạn. Bạn chọn cái mục Modify. Đó, click phải vào trong cái ổ đĩa C, di chuyển xuống Modify, bạn chọn Set Acti nha. Này quan trọng nhớ nha các bạn, Set Acti. Khi bạn Set Acti lên thì lúc đó nó sẽ mặc định cái ổ này nó boot vào Win nha các bạn. Nếu không Set Acti thì nó sẽ không khởi động vào trong Windows được nha. Chọn Set Acti. Sau khi Set Acti xong, các bạn bấm vào Apply. Yes. Nó tiến hành nó chia ổ đĩa. Ok. Xong rồi các bạn click vào cái ngay chỗ cái con trỏ chuột nè. Đó, trỏ chuột các bạn click phải nha. Chỗ cái biểu tượng ổ đĩa chữ Basic nữa nha các bạn. Đó, click vào chỗ vị trí này, các bạn chọn Rebuild MBR. Apply cái nữa nha các bạn. Yes. Sau khi mình chia ổ đĩa xong rồi, bây giờ mình sẽ ra ngoài á, mình sử dụng cái tool God nè các bạn. Các bạn thấy cái biểu tượng God nè, các bạn click vào. Nó hiện lên cái bảng God nha các bạn. Khi bạn click vào cái biểu tượng God đó, nó sẽ hiện lên cái chương trình God nè. Bạn mở chương trình God, các bạn vào trong cái phần local nha, mục đầu tiên á, local. Bạn di chuyển xuống cái phần partition. Nhớ chính xác nha các bạn. Nó chỉ sai là nó mất dữ liệu á. Trong trường hợp mà các bạn gót lại win á, mà cái ổ cứng của bạn có dữ liệu á, bạn phải chú ý cái phần này nha. Sai là mất dữ liệu á. Partition, chọn from email nha. From email. Yes. Rồi mình sẽ sổ cái mũi tên nè, ở cái phần login nè. Bạn sổ cái mũi tên xuống, các bạn chọn cái ổ đĩa mà mình lưu cái file God á, bạn chép vô trong cái USB á, thì các bạn chọn USB nha. Ở đây mình lưu trong cái ổ cứng cho nên mình chọn ổ cứng. Nhớ nha các bạn, chính xác để nó mất dữ liệu. Thì mình chỉ các bạn luôn cái sụt Win 7 này mình đã up lên Google Drive, và mình có để ở dưới phần comment á, cái đường dẫn á, bạn click vào các bạn tải về nha.
khỏi phải mất công lên trên mạng mình tải mất thời gian nha các bạn. Ở đây cái file God của mình lưu trên cái ổ đĩa data disk 1 nè. Tùy các bạn tải về các bạn lưu ở đâu cũng được, lưu trong ổ cứng hoặc là disk bơi cũng được. Mình tải cái file God Win 7 64 bit mình lưu vào trong ổ data disk 1 nha các bạn. Giờ mình sẽ chỉ đường dẫn tới đó. Trong cái phần này nó sẽ có hai cái file nha các bạn. Bạn chú ý nha. Nó có một file ẩn nữa. Đó, các bạn chọn cái file God. Bạn bấm OK. Phần này quan trọng nữa nha các bạn. Bạn chọn ở mục Select Local Destination nè. Destination Drive nè. Các bạn chọn đúng nha. Destination Drive là ổ đĩa God á, ổ đĩa mà mình God cái file đó tới đó. Ổ đĩa SSD nha các bạn. Mình chọn cái ổ đĩa mình cần God là ổ SSD 120GB đó. Click vào nó. Click vào nó chọn màu xanh nha các bạn. Khi mình click vào ở trạng thái chọn thì nó hiện lên màu xanh nè. Rồi OK. Lúc nãy mình chia ra là hai ổ C và Windows nè, và ổ data nè. Giờ mình sẽ God lên ổ Windows nha các bạn. Nhớ chú ý nha, God lên ổ Windows nha, không God lên ổ data nha các bạn. Tại vì mình chia cái ổ Windows này là mình active rồi nè, mình active cái ổ Windows này. Cho nên mình God đúng vô cái ổ Windows này nó mới chạy nha các bạn. OK. Các bạn đợi cho nó chạy xong cái phần này nha, tới 100% nha các bạn. Tùy theo máy nhanh hay chậm. Nếu mà các bạn gót từ ổ đĩa cứng thì nó chạy nhanh, còn USB thì nó chạy hơi chậm tí xíu nha các bạn. OK, nó đã chạy được 100% nha các bạn. Nó gót xong rồi đó. Giờ mình sẽ rút cái USB ra. Nhớ nha các bạn, rút cái USB ra khỏi cái máy vi tính đó, và bấm reset computer nè, khởi động lại máy nè. Đó, giờ mình sẽ khởi động lại cái PC nha các bạn. Đó, bây giờ nó đã vào Win nha các bạn, bắt đầu vào Win đó. Đầu nó tiến trình nó cài driver nha các bạn. Tất cả là auto hết. Mình không có can thiệp gì hết nha các bạn, tự nó chạy auto hết. Tùy theo dòng máy mà cái tiến trình cài đặt cái thiết bị cái driver này nó nhanh hay chậm nha các bạn. Cấu hình mạnh thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Và ổ SSD nó sẽ chạy nhanh hơn là ổ HDD. Chú ý nha các bạn, quá trình này là nó hoàn toàn tự động từ A đến Z, mình không có cần phải chỉnh hay gì hết. À, bây giờ nó sẽ khởi động lại cái PC nha các bạn. Khởi động lại. Đó, bây giờ nó sẽ vào trong cái Windows 7 nè. Nó quét ổ đĩa thôi, các bạn muốn để cho nó quét thì nó quét, không muốn thì bấm Enter cho nó qua cái bước này nha các bạn. Tốt nhất là các bạn để cho nó quét nha, quét những cái lỗi trên ổ đĩa. Đó, bây giờ nó welcome rồi nha các bạn. Nó đã vào trong cái màn hình Windows 7. Vậy là mình đã cài xong cái Windows 7 rồi. Giờ mình sẽ vào mình xóa những cái chương trình không cần thiết. À, như Messenger nè. Cái nào mà không cần thiết mình xóa bớt. Folder and Search Option View. Vô đây mình bỏ đi cái chế độ show những cái file ẩn lên nha các bạn. Đó. Bỏ check mình check lại hết nè. Apply. OK. Giờ những cái file ẩn nó ẩn đi hết nè. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái mục Device Manager nha. Vô Manager, vô phần Device Manager. Kiểm tra cái nó nhận driver không nha các bạn. Nó chưa nhận cái driver cặp màn hình nha các bạn. Nó đang ở chế độ Standard VGA nè. Tức là cái cặp màn hình chưa nhận nè. Nữa là những cái SMBus. SMBus này là cái
chipset nha các bạn, PCI port. Giờ mình sẽ cài, mình giải quyết những cái driver này nha các bạn. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ cài cái driver vào trong cái máy vi tính nha các bạn. Bạn thấy cái thư mục ECDRV7 nè. Thư mục này các bạn giải nén ra, rồi các bạn chạy cái file ứng dụng á, các bạn cài cái driver nha. Chương trình này nó sẽ tự động chạy để nó cài tất cả những cái driver vào trong cái PC của mình nha các bạn. Thì cái link của cái phần mềm này mình cũng để ở dưới cái phần bình luận nha. Các bạn click vào đó, các bạn tải về. Mình đã up lên Google Drive rồi nha các bạn. Rồi click phải vào Extract to, giải nén nó nha. Giải nén cái phần mềm nha các bạn. Nó nén lại thành file .ra. Dung lượng nó khoảng hơn 2 GB. Ok, sau khi giải nén ra, mình mở cái thư mục giải nén nha các bạn. Mục đã giải nén á, chạy cái file là EC Driver Win7 nè, 64 bit nè, file application nha các bạn. Lít vào mình chạy cái file đó. Ok, đó, chương trình này tự động nó cài những cái driver trong cái PC, những cái driver mà khi mình gót nó chưa có nhận hết đó nha các bạn. Đó, nhận tất cả những cái driver nó lít ra. Bạn bấm vào install nha. Install. Ok. Đó, nó lần lượt nó sẽ cài những cái driver vào trong PC nha các bạn. Đó, nó báo lên là install complete, đã hoàn thành. Ok. Sau khi chương trình cài đặt hoàn thành, các bạn khởi động lại cái PC nha. Khởi động lại để cho nó nhận cái driver nha các bạn. Ok. Ok, các bạn thấy cái độ phân giải màn hình á, nó đã lên rồi nha các bạn. Là nó đã nhận cái cạc màn hình rồi. Bây giờ mình vào cái phần Device Manager. Đó. Vào Device Manager kiểm tra, thấy tất cả những cái chấm than nó đã hết rồi nha các bạn. Rồi nó đã nhận hết những cái driver. Cạc màn hình Default GT730 chipset, những cái chấm than nó đã nhận hết. Vậy là mình đã cài xong cái driver nha các bạn. Giờ bản Win đã hoàn chỉnh, các bạn có thể xài được nha các bạn. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cái phần chia ổ đĩa, got Win và cài driver cho cái Windows 7 nha các bạn. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.